Độc đạo, cuối phim Hồng được em trai ruột truyền máu, hai anh em nhận nhau trong nước mắt. Trong cuộc vây bắt truy sát quân già, vì cứu mạng Khương nên Hồng đã bị thương, ăn một viên đạn của quân già. Kết quả quân già bị Long khống chế đưa về đồn. Ân oán giữa Hồng và Khương được hóa giải, Hồng rơi vào bi kịch. Khương hối hận đau đớn, cầu xin Hồng đừng chết. Long tiết lộ về người em trai bí mật của Hồng cho Khương biết. Khương đi tìm em trai Hồng, cầu xin em trai Hồng cứu Hồng. Hồng tỉnh lại, anh em Hồng nhận nhau là những nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu không có sự xuất hiện phá game của Khương, có lẽ kế hoạch của Long và Hồng đã thành công mỹ mãn. Chỉ còn một chút nữa thôi là quân già đã rơi vào bẫy của Long. Vậy mà Khương lại đánh rắn động cỏ, tạo cơ hội cho quân già bỏ chạy. Quân già rơi vào đường cùng, bị Hồng đuổi tới sát vách núi. Ông hết đường chạy rồi, đưa tay đầu hàng đi quân già. Hồng chĩa súng vào quân già nói. Quân già cười khẩy đáp trả. Đằng nào chả phải chết, có rơi xuống từ vách núi này, có khi còn có cơ hội sống sót, chứ rơi vào tay công an, chỉ có nước chết mà thôi. Hồng liền nói. Ông không muốn gặp lại anh em của mình sao? Hưng Khẹc và Dương Cơ Bắp đều đang nằm trong tay công an. Tôi nghĩ các người vẫn còn chuyện để nói với nhau đấy. Quân già sửng sốt nói. Gì cơ? Mày nói sao? Hồng liền nói. Ông nghĩ tôi đã giết Hưng Khẹc rồi đúng không? Tôi chỉ cùng với ông ta diễn một vở kịch để qua mắt ông thôi. Quân già, ông không ngờ có ngày lại rơi vào tay thằng nhóc 20 năm trước sống sót khỏi tay ông đúng không? Quân già nhếch môi nói. Đúng là tao đã quá chủ quan khi tha chết cho mày. Đáng lẽ tao nên đuổi cùng giết tận mày mới phải. Được, coi như tao thua. Tao chấp nhận hết. Ra tay đi. Hồng định nổ súng thì Khương xuất hiện, chĩa súng về phía Hồng. Hồng hoảng hốt nói. Khương, sao mày lại ở đây? Khương cười khẩy. Tại sao tôi lại không được ở đây? Anh với lão ta đang tính toán nợ cũ thì làm sao lại không có tôi được? Bởi vì chính tôi cũng đang nằm trong kế hoạch trả thù của anh mà đúng không? Hồng biết Khương đã bị quân già thao túng tâm lý, chìm đắm trong hận thù liền nói. Khương, mày bình tĩnh nghe anh nói đã. Mọi chuyện không phải như thế đâu. Khương liều gằn lên. Anh im mồm đi, đừng có nói gì nữa. Tôi không ngu để bị anh lừa nữa đâu. Hôm nay tính toán một lần cho xong đi. Anh giết ông ta, còn tôi giết anh, như thế mới công bằng. Sự xuất hiện của Khương như một tia hy vọng đối với người cùng đường như quân già. Hắn hả hê nói. Đúng rồi, giết tao đi, kết thúc tất cả đi. Hồng nhắm mắt bất lực nói. Khương, mày bỏ súng xuống trước đi đã. Đợi anh xử lý xong quân già, anh sẽ giải thích với mày. Mày phải tin anh, anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ gia đình mình thôi. Khương cười khẩy nói. Kể cả giết bố tôi, thương tôi, bảo vệ tôi mà lại giết bố tôi à? Anh tưởng tôi là thằng ngu à Hồng? Thấy Khương mất kiểm soát, Hồng liền nói. Không phải thế, anh không cố ý giết bố. Cái chết của bố cũng khiến anh vô cùng dằn vặt đau đớn. Khương ạ, anh làm tất cả cũng vì muốn bảo vệ U, bảo vệ mày. Thực hiện lời hứa với bố trước khi bố ra đi. Mày hãy nhớ lại những ngày chúng ta sống cùng nhau đi. Có cái gì là lừa dối, là giả không? Đừng nghe lời quân già, ông ta mới là kẻ thù của chúng ta. Những lời nói của Hồng khiến Khương Liều nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Khương Liều chợt buông súng xuống. Quân già thấy thế liền nhân cơ hội cướp súng từ Khương, chĩa về phía Hồng bắn. Bùm, một viên đạn bắn vào bụng Hồng. Hồng đau đớn khuỵ xuống đất. Khương tức giận quay lại đạp quân già một đạp, khiến hắn ngã xuống. Khương tiếp tục đè lên người quân già, đấm tới tấp vào mặt hắn. Từng năm đấm của Khương Liều như muốn trút hết bỏ hận thù căm phẫn bao lâu nay. Long xuất hiện, chĩa súng vào Khương Liều nói. Dừng lại đi, tính mạng của anh cậu mới là ưu tiên hàng đầu. Giao quân già cho chúng tôi. Khương Liều chạy tới đỡ Hồng trên tay, bật khóc nói. Tỉnh lại đi, không được chết. Hồng nhìn Khương mỉm cười nói. Anh không sao, mày không sao là tốt rồi. Sau đó nhắm mắt, bất động. Khương Liều cõng Hồng đến bệnh viện cấp cứu, còn Long tiếp nhận đưa quân già về đồn. Sau đó đến bệnh viện thăm Hồng, thấy Khương vẫn đang túc trực bên Hồng. Long liền hỏi, cậu ấy sao rồi? Khương xót ruột nói, chưa biết sống chết thế nào. Bác sĩ chưa ra, không biết làm gì mà lâu thế chứ lại. Đúng lúc này cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ vội vàng chạy ra nói, ai là người nhà của cậu Hồng? Khương liền nói, dạ cháu ạ, cháu là em trai anh ấy. Bác sĩ liền nói, vậy thì tốt quá, mau đi làm xét nghiệm, lấy máu đi.
Vết thương khá nặng, mất máu nhiều. Chúng tôi vẫn đang tiến hành phẫu thuật, nhưng máu của cậu ấy là nhóm máu O, rất hiếm. Bệnh viện sắp hết máu dự trữ rồi, cần phải có người truyền máu, ca phẫu thuật mới thành công. Tính mạng của cậu ấy mới đảm bảo được. Nhanh lên nhé. Khương nghe tin Hồng nguy kịch bật khóc như một đứa trẻ, chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ ơi, lấy máu của cháu đi, không được để anh cháu chết. Long liền nói, cậu Khương, cậu bình tĩnh đi. Máu của cậu không tương thích, không truyền cho cậu Hồng được đâu. Tôi biết một người có thể cứu cậu ấy. Khương liền nói, ai? Ở đâu? Mau nói đi, anh tôi sắp không chịu được nữa rồi. Ở một diễn biến khác, em trai của Hồng đang chơi cùng các con thì Khương sổng sộc xông vào nhà, kéo tay anh ta đi cùng mình. Đi thôi, nhanh đi với tôi. Em trai Hồng liền nói, anh là ai? Đi đâu? Tại sao lại xông vào nhà tôi? Khương mất bình tĩnh nói, khổ quá, thì đi cứu anh Hồng chứ còn ai nữa. Anh Hồng chính là anh trai thất lạc của cậu. Không tin chứ gì, cầm cái này đi là rõ. Khương liều lấy mẫu giấy xét nghiệm ADN đưa cho em trai Hồng xem. Em trai Hồng lúc này vẫn đang còn sốc, đã bị Khương liều đưa đến bệnh viện. Nhờ kịp thời có người truyền máu nên Hồng đã vượt qua nguy kịch. Hồng được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Em trai Hồng nhớ lại cái ngày Hồng đến tìm mình nhưng lại không dám nhận mình, khiến em trai Hồng vô cùng áy náy. Biết được lý do Hồng làm như vậy vì bảo vệ mình càng khiến anh thêm dằn vặt đau đớn. Anh bật khóc nức nở nói, tại sao không nói cho em biết? Tại sao lúc nào anh cũng là người bảo vệ em? Anh có biết bao nhiêu năm qua em vẫn luôn tìm kiếm và chờ đợi anh? Em hy vọng đến một ngày anh sẽ về tìm em, chúng ta sẽ gặp lại nhau không? Anh có biết em nhớ anh như thế nào không? Những giọt nước mắt vừa mừng vừa tủi rơi trên tay Hồng. Mắt Hồng giật giật. Hồng dần tỉnh lại, nhìn thấy em trai, Hồng bật khóc nức nở. Hai anh em không ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều biết họ đã chờ đợi ngày này lâu như thế nào. Họ đang vui mừng và hạnh phúc như thế nào khi gặp lại nhau. Khương Liều đến thăm Hồng, nhìn thấy cảnh tượng này thì chạnh lòng quay đi. Hồng thấy thế liền gọi, Khương, vào rồi sao còn bỏ đi? Vào đây anh bảo. Khương bước vào hờn dỗi nói, thì anh nhận lại em trai của anh rồi, em ở đây làm gì cho thừa thãi? Hồng mỉm cười nói, nó là em trai của anh, mày cũng là em trai của anh, trước vẫn thế, giờ vẫn thế, không bao giờ thay đổi ngốc ạ. Hồng đã hóa giải mọi hiểu lầm với Khương, cũng đã nhận lại em trai ruột của mình. Liệu rồi Hồng sẽ lựa chọn một cuộc sống như thế nào? Ở cùng gia đình hiện tại, bên Khương và U Mộc, hay về quê bắt đầu lại một cuộc sống mới, nơi vùng cao? Bạn nghĩ sao về cái kết này? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.